khoa huyện Quang Bình trình bày một cái ca bệnh nhân nữ 64 tuổi với chẩn đoán sơ bộ là mệt mỏi chưa rõ nguyên nhân, theo dõi adenom của tuyến thượng thận. Trên bệnh nhân có sỏi thận phải, sỏi niệu quản phải và tăng huyết áp. Xin mời bệnh viện Đa khoa Quang Bình sẽ trình bày phần bệnh án của mình. Em xin kính chào thầy cô, kính chào quý đồng nghiệp ở các đầu cầu ạ. Em xin báo cáo ca bệnh. Bệnh nhân nữ 64 tuổi, địa chỉ Quang Bình, Hà Giang, vào viện hồi 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2021. Lý do ở viện là mệt mỏi, bủn rủn chân tay từng cơn cách ngày. Bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp cao nhất đo được ghi nhận khoảng 160-170 trên 90 mm thủy ngân, đang dùng thuốc theo sổ mãn tính losartan kết hợp với cả Losartan 50 mg kết hợp với cả amlodipine 5 mg. Huyết áp hiện tại duy trì được khoảng 120 trên 70 mm thủy ngân đến 130 trên 80 mm thủy ngân. Vào khoảng giữa tháng 7 thì bệnh nhân xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi. Đã khám ở bệnh viện tuyến huyện điều trị không đỡ, sau đó thì đi bệnh viện Bạch Mai được chẩn đoán là vi xuất huyết não, theo dõi adenom tuyến thượng thận trái, viêm dạ dày HP dương tính. Bệnh nhân được kê đơn thuốc về nhà uống. Bệnh nhân uống thuốc được 2 ngày thì thấy xuất hiện các cơn mệt mỏi, bủn rủn chân tay. Sau đó bệnh nhân ngừng thuốc luôn. Bệnh nhân đến bệnh viện tư khám và điều trị viêm dạ dày HP dương tính khoảng 20 ngày. Từ đó đến nay thì tình trạng mệt mỏi và bủn rủn chân tay vẫn tiếp diễn, cứ khoảng cách ngày hoặc cách 2 ngày lại có cơn ạ. Ghi nhận lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết gì da, tuyến giáp không to, bệnh nhân không nôn, không sốt, mạch 793 lần trên phút, huyết áp 140 trên 90 mm thủy ngân, cân nặng 57 kg. Tim nhịp đều, tim 1T2 rõ, không có tiếng tim bệnh lý, phổi thở thô, không có gian, bụng mềm toàn bộ, sờ không thấy u cục, chạm thận và bình thận âm tính, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường. Các kết quả cận lâm sàng thì em đã gửi trên slide ạ. Trong đó thì em xin bổ sung thêm cái kết quả điện tim được ghi nhận vào thời điểm mà bệnh nhân có cái cơn mệt mỏi bủn rủn chân tay lúc trong thời gian bệnh nhân nằm viện thì ghi nhận là có nhịp xoang nhanh, tần số 93 chu kỳ trên phút, không có loạn nhịp, không có bất thường về các sóng ạ. Bệnh nhân được chẩn đoán là mệt mỏi chưa rõ nguyên nhân, theo dõi adenom tuyến thượng thận, sỏi thận phải, sỏi niệu quản phải, tăng huyết áp ạ. Xử trí thì mới bổ sung vitamin, nâng cao thể trạng. Chúng em xin được hội chẩn là chẩn đoán bệnh nhân đã phù hợp chưa, cần làm các xét nghiệm như vậy đã đủ để chẩn đoán chưa, và cần làm thêm xét nghiệm gì để đưa ra chẩn đoán xác định hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân này khi có chẩn đoán chính xác và tiên lượng của cái adenom tuyến thượng thận ạ. Em xin cảm ơn các thầy ạ. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày của Bệnh viện Đa khoa Quang Bình. Bây giờ xin mời các thầy cô lần lượt đóng góp ý kiến. Trước hết là xin mời tiến sĩ Đoàn Tiến Lưu, chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, để cho phân tích một số các hình ảnh mà anh chị em ở huyện đã gửi lên. Mời thầy Lưu. Vâng, em kính thưa thầy Việt ạ, em kính thưa các thầy cô và kính thưa các đồng nghiệp. Các anh chị có chụp hình ảnh cắt lớp vi tính ổ bụng và đưa lên, và cũng đã các anh chị cũng đã phát hiện ra một cái khối của tuyến thượng thận trái, nghi ngờ là một cái u tuyến thượng adenom tuyến thượng thận, và thứ hai nó có sỏi thận và sỏi niệu quản bên phải, là cái kết quả các anh chị trình bày vậy. Thì thứ nhất là cái chụp cắt lớp vi tính thì mình bàn luận một chút về cái kỹ thuật chụp. Thực ra không biết là trước khi chụp các anh chị chắc là cũng không biết là có u tuyến thượng thận từ trước, nên là chúng ta sẽ chụp nó cái vôrocon để đánh giá thượng thận, thường nó sẽ không được như ý muốn. Vì thường khi chúng ta nghi ngờ thì trước thì chúng ta sẽ cái vôrocon chụp nó sẽ đúng hơn. Thì cái vôrocon chụp về nguyên tắc của cái u tuyến thượng thận là, thứ nhất là chúng ta phải chụp ba cái thì. Cái thì thứ nhất là thì động mạch, hay để đánh giá tình trạng động mạch thận nói riêng. Đấy. Và để xem một số cái tình u thượng thận mà nó bắt thuốc thì động mạch. Mà cái thì thứ hai rất quan trọng là chụp vào khoảng 60 giây. Thì các anh chị chụp vào cái thì tĩnh mạch này là cũng tính ra khoảng độ 60 giây thì rất là tốt. Và cái thì muộn, xin lỗi, là anh chị cũng có chụp cả thì động mạch cũng rất khá tốt. Và cái thì muộn thì phải thực hiện là khoảng 10 phút sau tính từ khi bắt đầu tiêm thuốc. Nhưng đây các anh chị này chụp là khoảng 4 phút. Đây vì là do chúng ta không biết trước là u tuyến thượng thận nên chúng ta chụp nó hơi sớm. Thế thì dù sao có nên đâu chúng ta dùng đến đấy. Thì cái khối ở tuyến thượng thận trái khá rõ đấy. Và kích thước của khối này thì khoảng 2 nhân với 16 mm, 21 nhân 16 mm.
Với kích thước như thế này thì trên siêu âm ấy, chúng ta cũng có thể phát hiện được đấy ạ. Vâng, nếu mà chúng ta xem kỹ. Và cái tính chất về tỷ trọng thì cái khối này trước khi tiêm nếu như mà nó dưới 10 Hodgkin, từ âm 10 đến 10 Hodgkin thì chúng ta yên tâm chẩn đoán là u tuyến adenom tuyến thượng thận, thậm chí không cần tiêm thuốc cũng được. Nhưng mà cái trường hợp này đo được khoảng 17 Hodgkin thì nó bắt buộc chúng ta phải dựa vào tính chất bắt thuốc và thải thuốc của khối. Thì tôi so cái thì 60 giây mới thì muộn, tức là chênh nhau khoảng 4 phút thôi, thì đo thì rất may là cái chỉ số rửa thuốc tuyệt đối là lại là khoảng đúng 60%, đủ cái tiêu chuẩn để chẩn đoán. Vâng. Thế thì cái chỉ số phát sao này thì nó có rất có ý nghĩa khi mà cái tỷ trọng nó không từ âm 10 đến dương 10 thì chúng ta dựa vào, nếu mà cái rửa thuốc nó được 60% ở thì muộn thì có nghĩa là chúng ta chẩn đoán một cái adenom nó khá là yên tâm. Thì trường hợp này dù được mới 4 phút thôi nhưng vừa đạt được 60 vậy là cũng đủ để chẩn đoán một cái adenom, cái anh chị chẩn đoán hoàn toàn phù hợp ạ. Và ngoài ra thì bệnh nhân có sỏi tiết niệu, thì có sỏi trong các nhóm đài thận hai bên ạ. Ở bên trái thì có sỏi nhỏ thận nhóm đài trên. Bên phải thì trong các nhóm đài có nhiều viên sỏi kích thước khoảng 6 đến 10 mm. Và đài bể thận thì có giãn nhẹ và vị trí nối, chỗ này chúng ta đọc là chúng ta đọc rõ là vị trí nối bể thận niệu quản thì thầy ca sẽ xác định vị trí chính xác hơn. Nghe thầy định hình ngay. Thì có một vị trí nối bể thận niệu quản có một viên sỏi kích thước 19 nhân với 10 mm. Và nó gây ứ nước nhẹ ở thận phải. Ở niệu quản phía dưới thì không thấy sỏi. Và những thứ khác thì không có gì đặc biệt ạ. Nên các bạn chẩn đoán là phù hợp, cái thận phải ứ nước nhẹ do sỏi vị trí nối đài bể thận. Sỏi trong các đài thận hai bên và có cái adenom tuyến thượng thận bên trái. Còn về cái phổi thì các anh chị có nói về các nốt mờ và giải sơ. Thì cái này không có hình ảnh chụp cắt lớp vi tính. Trên cái hình này thì có một cái giải nằm ngang ở cái đáy phổi bên trái đấy. Cái này thực ra thì nó có hai trường hợp, một trường hợp là giải sơ, một trường hợp thứ hai là xẹp phổi dạng giải. Tất nhiên là chụp cắt lớp vi tính sẽ tốt hơn rất nhiều, chúng ta sẽ biết là cái tổn thương nó dẹt nằm ngang là thường nó là cái xẹp phổi dạng giải. Còn giải sơ thì nó không dẹp rộng như là cái xẹp phổi. Nhưng tuy nhiên thì những cái hình mà nằm ngang như này ở vùng đáy phổi hai bên thì thường là xẹp phổi dạng giải. Cái này có thể do bệnh nhân hít thở không sâu, hoặc là bệnh nhân một số trường hợp người già yếu, mệt mỏi, đau ở đâu đó, ví dụ đau vào ngực, đau bụng, người ta giảm thông khí thì cũng có thể có những cái xẹp phổi này. Thì để các anh chị khai thác thêm lâm sàng. Và nốt mờ thì cũng không nhìn thấy rõ nốt mờ ở đâu ạ. Tôi không hiểu là anh chị nhìn rõ nốt mờ, nó có một hai cái nốt này thì là cái mạch máu đi vào hướng mặt của chúng ta thôi ạ. Còn cái nữa là điện tâm đồ thì không có gì đặc biệt. Không biết siêu âm tim như nào, nhưng dù sao trên hình ảnh quang này nhìn bóng tim nó cũng hơi to đấy. Thì cái này thì cũng nhờ các anh chị đánh giá thêm cái tim mình xem nào. Em xin hết ạ. Vâng. Có không? Hình như không có cắt lớp vi tính của phổi. Vâng. Rồi cảm ơn tiến sĩ Đoàn Tiến Lưu. Giờ xin mời Phó sư Vũ Bích Nga ở chuyên ngành nội tiết cho ý kiến. Dạ vâng, kính thưa giáo sư Nguyễn Lân Việt. Và cũng cảm ơn các bạn cũng đưa ra một cái cây lâm sàng nó khá là hay. Thì trên này tôi cũng muốn hỏi thêm các bạn một chút nữa là bệnh nhân thì có đường máu là 7,9. Thì đây là đường máu lúc đói hay đường máu sau ăn? Và insulin các bạn cũng, ở đó các bạn định lượng được insulin, và insulin cũng khá là cao là 51. Thì không biết là bệnh nhân này đã được chẩn đoán là đái đường hay tiền đái đường chưa? Các bạn đã làm HB1C hay chưa? Em cô là đường máu 7,6 là đường máu sau ăn ạ. Và cái insulin là định lượng cũng là lúc bệnh nhân vào khoảng 10 giờ sáng. Bệnh nhân này chưa từng được chẩn đoán đái tháo đường ạ. Ở chỗ các bạn có làm được HbA1c không? Ở chỗ em có làm được nhưng bệnh nhân thì em chưa làm ạ. Bởi vì nhiều khả năng là bệnh nhân này hoặc là tiền đái đường hoặc là đái tháo đường vì có cả cường insulin nữa. Cũng xin hỏi các bạn là các bạn bệnh nhân có sỏi thận này. Các bạn đã làm canxi, các bạn tìm nguyên nhân sỏi thận chưa? Làm canxi, canxi ion hóa. Rồi các bạn có làm acid uric nữa không? Em cô là canxi, canxi ion thì ở chỗ em chưa làm được ạ. Thưa cô là cái HbA1c thì bệnh nhân có đưa lại cái kết quả ở làm ở Bạch Mai hồi tháng 7 thì HbA1c là 6,1 ạ. À đấy, thì là rõ là tiền đái đường, bây giờ có thể lại là đái tháo đường rồi đấy. Cho nên các bạn cũng cần phải chú ý lại.
Thì nó có mấy cái. Về hình ảnh thì bác sĩ Lưu cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, là adenom. Tuy nhiên thì với tỷ trọng thấp và odds sao là 60% thì là nghĩ nhiều là lành tính. Tuy nhiên thì lành tính nhưng mà nó không nói lên được là bệnh cái u này là u bài tiết hay không bài tiết. Và các bạn thiếu rất nhiều các dữ liệu. Ở đây thì tôi thấy là bệnh nhân có tăng huyết áp này, có tiền đái đường hoặc là đái tháo đường này, rồi lại có thể có u tuyến thượng thận, thì trong này mà lại bóng tim lại có vẻ hơi to, không biết điện tim có dày thất hay không, rồi lại có tiền sử mà tai biến mạch máu não, xuất huyết não, thì mình phải càng cần phải chú ý. Mặc dù là kali ở đây không thấp nhưng mình càng cần phải chú ý là cái u tuyến thượng thận có thể là u bài tiết đấy, có thể là u bài tiết. U bài tiết thì có thể là u tủy thượng thận hoặc là u vỏ thượng thận. U vỏ thượng thận thì về cơ sinh trên lâm sàng thì cũng không thấy các bạn mô tả là bệnh nhân có triệu chứng của cơ sinh hay không, bởi vì tất cả các cái u bài tiết của tuyến thượng thận đều có thể làm tăng đường máu, thậm chí là đái tháo đường thực sự hoặc là tiền đái tháo đường, rồi tăng huyết áp. Và hạ kali máu thì chỉ gặp, mà ví dụ ngay cả hội chứng côn chẳng hạn, thì hạ kali máu cũng chỉ gặp ở 50% các bệnh nhân có hội chứng côn mà thôi. Do vậy các bạn còn thiếu rất nhiều các dữ liệu về hormone thì tôi nghĩ là các bạn có thể sẽ không làm được ở bệnh viện bạn canxi ung hóa không làm được, thì có thể là các cái hormone tuyến thượng thận như aldosterone, renin, rồi là cortisone, rồi là metanephrine niệu thì chắc là các bạn khó làm được. Về lâm sàng thì các bạn có khai thác bệnh nhân có các cái cơn tăng huyết áp kịch phát hay không. Các cái cơn tăng huyết áp ví dụ như là những cái cơn đấy bệnh nhân đau đầu rất nhiều này, rồi có thể là thấy hồi hộp đánh trống ngực nhiều này, có thể là nhiệt độ cũng tăng nữa, có thể có run chân tay mạch nhanh nữa, thì các bạn có khai thác các cái cơn đấy của bệnh nhân không? Hoặc là nếu bệnh nhân mà đang có cơn đau đầu rất dữ dội nhưng bệnh nhân ngồi dậy, bệnh nhân đứng dậy thì tự nhiên là bệnh nhân lại đỡ đau đầu, bởi vì là các cái cơn tăng huyết áp mà do các cái u tủy thượng thận ấy, thì khi mà đứng dậy ấy, thì có hạ huyết áp tư thế đứng và huyết áp trở lại xuống thấp thì bệnh nhân hết đau đầu, thì các bạn có khai thác các cơn tăng huyết áp của bệnh nhân không? Huyết áp điển hình ạ, bệnh nhân này cách đây 3 tháng thì chỉ phát hiện bởi vì là bệnh nhân có hoa mắt chóng mặt, nhưng mà nó cũng liên tục, sau đó thì vào bệnh viện huyện thì được chẩn đoán tăng huyết áp, thì lúc đấy ghi nhận huyết áp là khoảng 160/90 ạ. Và sau đó thì bệnh nhân được dùng thuốc hạ áp thì duy trì huyết áp đến giờ thì không có cơn tăng nào ạ. Ngoài ra thì bệnh nhân này trên điện tim thì không có dày thất ạ, bệnh nhân được siêu âm tại bệnh viện Bạch Mai thì siêu âm tim cũng bình thường ạ. Các xét nghiệm hormone của tuyến thượng thận thì chúng em chưa làm được ạ. Đấy thì tôi chỉ lưu ý là các bạn là nó có thể có mấy cái mà mình cần phải chú ý bệnh nhân này. Thì ví dụ như là mạch bệnh nhân cũng hơi nhanh này, rồi lại huyết áp tăng mà đã có tai biến mạch máu não rồi này, rồi lại có tăng đường máu này, có sỏi thận, thì nó có một cái bệnh nữa nó sẽ liên quan giải thích được tất cả các triệu chứng. Đấy là vừa có u tủy thượng thận này, vừa có u bài tiết PTH của tuyến cận giáp, nó làm tăng canxi và tăng canxi gây ra sỏi thận. Đấy, thế và nó cũng giải thích được các cái triệu chứng khó chịu bồn chồn của bệnh nhân, đấy là các cái dấu hiệu của cường giao cảm, và các cái triệu chứng mệt mỏi có thể liên quan tới đái tháo đường thực sự và các cái triệu chứng của cường giao cảm. Thì đấy là mấy cái mà nếu như các bạn mà không làm được, các bạn có thể lấy máu để gửi lên tuyến trên làm cũng được. Thì tôi nghĩ các bạn đã làm protein niệu nữa chưa? Các bạn tìm biến chứng của tăng huyết áp ấy. Protein niệu âm tính của ạ. Protein niệu chắc là miquinquin niệu thì chỗ bạn chưa làm đúng không? Đáy mắt thì chắc là các bạn cũng chưa soi tìm tổn thương đáy mắt do tăng huyết áp và đái đường đúng không? Vâng, vậy cũng chưa làm soi đáy mắt. Thì nó có mấy cái mà tôi nghĩ là mình cần phải loại trừ đấy. Đấy, liên quan tới tuyến thượng thận rồi là tuyến cận giáp thì chúng ta cũng cần phải loại trừ. Thì nếu như chỗ các bạn không làm được thì có thể các bạn sẽ gửi các cái xét nghiệm lên tuyến trên để làm cho bệnh nhân, thì nó cũng mình không dừng lại, bởi vì là trên hình ảnh thì là đa phần các cái u tuyến thượng thận bài tiết nó là u lành tính. Đấy, thì hình ảnh chỉ nói được là lành tính thôi, còn lại có tăng bài tiết các cái hormone hay không. Thì về mặt lâm sàng thì thấy một số các cái dấu hiệu có thể có dấu hiệu của tăng bài tiết hormone, thì các bạn phải xét nghiệm và định lượng các cái hormone thì chúng ta mới biết được. Dạ em xin hết ạ. Vâng. Xin cảm ơn phần mà bàn luận của Phó giáo sư Vũ Bích Nga. Bây giờ chúng tôi xin mời Phó giáo sư Vũ Nguyễn Khải Ca, chuyên ngành ngoại tiết niệu. Xin mời
Kính thưa thầy Nguyễn Lân Việt, kính thưa các thầy trong thường cô trong hội đồng, kính thưa các bạn ở đầu cầu. Tôi thấy tôi cũng nhất trí ý kiến của tiến sĩ Lưu và phó sư Vũ Bích Nga ở trên cái bệnh nhân này, tức là trên một cái bệnh nhân mà nó có một cái bệnh cảnh nó gọi là rất nhiều cái bệnh phối hợp. Nhưng mà tôi thấy là các bạn về làm bệnh án thì nó chưa được tỉ mỉ, vừa chưa khai thác hết được cái những cái dấu hiệu của bệnh nhân, giống giống như giáo sư Nga vừa mới phân tích. Thì tôi nghĩ là trên cái bệnh nhân có cái adenom tuyến thượng thận này thì nó có nhiều nguyên nhân, có thể do vỏ, do u của tuyến vỏ thượng thận, mà có do tủy thượng thận, mà do có nhiều cái triệu chứng. Nếu chúng ta chưa đủ các cái đủ xét nghiệm để làm, thì trước hết là chúng ta khai thác những cái triệu chứng như giáo sư Nga đã phân tích, thì chúng ta như thế chúng ta ấy. Thứ hai là cái này để đánh giá được cái u tuyến thượng thận này có phải có chỉ định can thiệp hay không, thì chắc chắn các bạn phải làm cho tôi cái xét nghiệm định lượng về cortisone và catecholamine. Cái này chắc chắn phải làm vì đánh giá như thế, bởi vì nếu mà chúng ta không làm thì cũng không thể đánh giá, không thể để giải quyết được cái vấn đề những cái triệu chứng của bệnh nhân cao huyết áp thường xuyên này, rồi triệu chứng mệt mỏi này, triệu chứng đái tháo đường, vì những cái hội chứng của cái bệnh nhân của u tuyến thượng thận nó sẽ là phối hợp với cái triệu chứng của đái đường, của cao huyết áp, của bệnh nhân mệt mỏi, bệnh nhân rối loạn nhịp tim, ví dụ như thế. Thì như giáo sư Nga phân tích, cái thứ hai là trên cái bệnh cảnh này, bệnh nhân này có cái bệnh nhân là có sỏi thận. Tức là sỏi thận thì tôi đề nghị các bạn là tôi chưa thấy các bạn nói là vấn đề xét nghiệm nước tiểu như thế nào, xem bệnh nhân có hồng cầu bạch cầu hay không, có cấy được vi khuẩn như thế nào, và vấn đề hồng cầu và có nitrit niệu không. Trên các bệnh nhân mà có cơ địa như thế, kèm theo bệnh nhân có một cái nhiễm khuẩn tiết niệu, thì cũng có thể nó gây bệnh nhân cao huyết áp, cũng có thể là gây cho bệnh nhân mệt mỏi. Vì vậy cái thứ hai là các bạn nói là thời gian vừa rồi bệnh nhân người ta điều trị hai ngày xong người ta, vậy người ta điều trị thuốc men gì, và sau khi bệnh nhân điều trị thuốc men như thế, sau đấy bệnh nhân mệt mỏi người ta không dùng nữa, thì mình phải hỏi xem là cái thuốc men ấy nó có tác dụng như thế nào, mà hỏi xem là cái tiền sử người ta dùng thuốc như thế nào. Thứ hai là trên bệnh nhân này thì có sỏi, thì theo tôi nghĩ là đã có sỏi mà nó gây cái sỏi bên thận bên phải, nó gọi là bít tắc cái đường dẫn nước tiểu, thì cái này chắc chắn là sau khi chúng ta điều trị vấn đề, kiểm tra vấn đề ấy, thì nên giải quyết cái sỏi. Vì tôi nghĩ là hiện nay ở chỗ bệnh viện tỉnh Hà Giang, là với sự giúp đỡ của bệnh viện Đại học Y ấy, thì các bác sĩ đã làm được cái tán sỏi qua da hoặc là tán sỏi nội soi ngược dòng ống mềm rồi, cho nên là tôi nghĩ là chúng ta sẽ phối hợp, một là vì chúng ta chưa làm được cái xét nghiệm về nội tiết tố tuyến thượng thận, thứ hai là chúng ta cũng chưa triển khai được những cái tán sỏi nội soi ngược dòng. Cái sỏi này thì tôi nghĩ là nên chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh để giải quyết cho bệnh nhân như thế nó hợp lý hơn. Vâng, xin rất cảm ơn phần trình bày của phó sư Vũ Nguyễn Khải Ca. Bây giờ xin mời tiến sĩ Lê Hoàn, chuyên ngành hô hấp. Vâng, kính thưa thầy Việt, kính thưa các thầy cô, xin chào các bạn đồng nghiệp. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe các thầy cô phân tích khá nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái bệnh lý của bệnh nhân này. Ngoài các cái vấn đề mà các thầy cô phân tích thì em cũng có thấy các bạn có gửi trong cái file là bệnh nhân có được khám ở bệnh viện Bạch Mai và có được chụp cắt lớp vi tính lồng ngực thì phát hiện ra là có khá nhiều những cái tổn thương dạng nốt ở đỉnh phổi hai bên và có những cái tổn thương kẽ ở đáy phổi. Nên rất tiếc là chúng ta không có cái hình ảnh cụ thể để thầy Lưu có thể phân tích rõ hơn ở đây. Tuy nhiên thì tôi muốn hỏi thêm các bạn là khi mà bệnh nhân khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai hồi tháng 7 ấy, khi mà phát hiện ra các tổn thương phổi như vậy thì bệnh nhân có được khám thêm các bác sĩ chuyên khoa về hô hấp không ạ? Em thưa thầy là không ạ, bệnh nhân chỉ chụp về hô hấp, thì bệnh nhân chỉ có mỗi chụp cắt lớp ngực thôi ạ. Vâng, vì khi mà mình đã chụp cắt lớp vi tính lồng ngực mà lại phát hiện ra các cái tổn thương bất thường thì có lẽ là chúng ta cũng nên có những cái khám chuyên khoa để có thể đánh giá kỹ hơn cho bệnh nhân. Tôi muốn hỏi thêm về lâm sàng bệnh nhân này, vì người bệnh đến với chúng ta vì có các dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, và hiện nay trên cái hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực thì lại thấy có rất nhiều những tổn thương dạng nốt ở phổi. Thì về mặt triệu chứng hô hấp như là ho khạc đờm, như là đau tức ngực, như khó thở, hay là những cái dấu hiệu của nhiễm trùng mãn tính như là sốt về chiều các thứ, thì các bạn có khai thác được không ạ? Thế này em có khai thác, bệnh nhân này không có các triệu chứng về hô hấp ạ. Và em cũng khai thác tiền sử trước đây thì bệnh nhân cũng không có các cái đợt điều trị về hô hấp dai dẳng nào. Và bệnh nhân cũng không có sốt về chiều ạ. Cân nặng bệnh nhân cũng duy trì ổn định. Vâng, hiện nay thì ở chỗ bệnh viện chúng ta là chụp được cắt lớp vi tính đúng không ạ? Dạ vâng ạ, chỗ em chụp được ạ. Vậy thì theo tôi thì cái phim thì cũng đã từ tháng 7 rồi.
Nếu có thể thì các bạn sẽ chụp lại cái phim cắt lớp vi tính lồng ngực. Đồng thời các bạn làm thêm các cái xét nghiệm để đánh giá tình trạng nhiễm trùng, ví dụ như máu lắng, ví dụ như CRP. Hiện nay công thức máu thì chúng tôi thấy là cái bạch cầu thì nó không thay đổi. Tuy nhiên thì mình cũng cần phải đánh giá các cái dấu hiệu nhiễm trùng mãn tính như là máu lắng và CRP. Và chúng ta đánh giá lại cái cắt lớp vi tính lồng ngực sau hơn 2 tháng thì cái tổn thương nó có thay đổi gì không. Nếu mà các cái tổn thương nó không thay đổi và các bi lăng viêm nó bình thường thì chúng ta cũng có thể hướng đến là có thể đấy là các cái tổn thương di chứng của các cái nhiễm trùng từ trước của bệnh nhân. Thế còn trong trường hợp nếu mà chúng ta thấy hoặc là tổn thương nó thay đổi hoặc là hiện nay các cái dấu ấn viêm nó tăng thì chúng ta cũng sẽ cần phải làm thêm những cái thăm dò để chẩn đoán các cái nhiễm trùng mãn tính ở phổi, đặc biệt là chú ý đến bệnh lao. Thì có một số những ý kiến như vậy, em xin hết ý kiến ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Hoàn. Bây giờ chúng tôi xin mời thạc sĩ Nguyễn Thị Hiền, chuyên ngành nội thần kinh, có ý kiến không? Dạ vâng, kính thưa thầy Việt cùng các thầy cô và các bạn đầu cầu ạ. Bệnh nhân này thì có đợt tháng 7 năm 2021 thì có đi khám ở bệnh viện Bạch Mai và được chụp một cái phim cộng hưởng từ sọ não, thì có hình ảnh là ổ vi xuất huyết ở nhân mèo hai bên và đồi thị. Thì hiện tại thì không có phim và hiện tại thì các bạn khám thì không có dấu hiệu thần kinh cư trú. Thì với những cái vi xuất huyết microbleed này ở trên não thì có hai cái bệnh nguyên nhân chính có thể gây ra là bệnh não do nhiễm tinh bột hoặc là bệnh não do tăng huyết áp ạ. Thì cái bệnh não do nhiễm tinh bột thì thường vị trí nó sẽ nằm ở vỏ, dưới vỏ của các thùy não hoặc tiểu não. Còn nếu như do tăng huyết áp thì ở các vùng sâu như là hạch nền, đồi thị, thân não hoặc tiểu não. Với bệnh nhân này thì được mô tả là nằm ở như nhân bèo hai bên và đồi thị hai bên, thì em nghĩ là những cái ổ vi xuất huyết này thì do tăng huyết áp ạ. Và mình sẽ kiểm soát huyết áp ạ. Em xin hết ạ. Vâng. Như vậy là các thầy cô cũng đã trao đổi rất nhiều. Như tôi thì tôi xin có ý kiến thế này. Đầu tiên tức là tôi thấy cái bệnh án của các em như các thầy nói đấy, bệnh án nó sơ sài quá. Đúng không ạ? Tức là khi mà mình thấy đây là cũng tình cờ mình thấy là trên bệnh nhân có tăng huyết áp. Có lúc huyết áp đến 170, phải không ạ? Tức là khá là cao đấy, chứ không phải đùa đâu. Thứ hai là bóng tim thì tương đối to. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Cái gì rõ? Một là ta thấy là cái sỏi thận. Sỏi thận mà lại làm giãn đại bì thận, như thầy ca nói lúc nãy, là cái này phải giải quyết. Nha. Cái thứ hai, tức là thấy được một cái khối u của thượng thận. Thế giờ chỉ có cái là khi mà thấy một cái hình ảnh u ở đâu thì chúng ta cũng phải chú ý, nhưng mà u ở thượng thận. Thì ta nhớ là tuyến thượng thận, nếu mà chỉ nói là adenom của thượng thận thì chả nói lên cái gì cả. Thì ta lại phải căn cứ vào, u thượng thận có thể là u của tủy thượng thận. Nếu mà là u ở vỏ thượng thận thì lại có thể là hội chứng côn, có thể là hội chứng cơ sinh. Tức là nó tùy theo cái lớp vỏ, lớp giữa hoặc là thậm chí kể cả lớp trong nữa của vỏ thượng thận. Thế thì làm sao mình biết được? Thì mình phải để ý là thế này, theo các triệu chứng của những cái dấu hiệu của các cái u. Tôi lấy ví dụ, cái mà mình đáng ngại nhất mà bắt buộc phải xem đấy là trong trường hợp u tủy thượng thận, người ta gọi là pheochromocytom. Thì trong trường hợp đó là gì? Nó tăng tiết, nó phóng thích catecholamine rất nhiều. Thì trong trường hợp đó là sao? Chúng ta thấy là cái triệu chứng lâm sàng ấy không phải lúc nào cũng cao huyết áp. Ở đây các em nói là chỉ có cái lần tăng đấy, bình thường lại không cao. Chứng trong u tủy thượng thận nó lại không cao thường xuyên. Thỉnh thoảng nó làm cái người ta gọi là crise epectancy, tức là cơn tăng huyết áp cơn. Thỉnh thoảng bình thường nó huyết áp bình thường, thì thỉnh thoảng nó vọt lên một cái, lúc đó là nhịp tim rất nhanh, người ta vã hết mồ hôi ra, đúng không ạ? Ở trong các cái trường hợp đó, nhưng sau đó thì có thể mình chưa điều trị gì cả thì nó lại xuống. Thì đấy là cái dấu hiệu mà mình phải nghi ngờ là chết rồi, có thể có khả năng là u của tủy thượng thận, và trong cái lúc đó thì huyết áp tăng lên rất cao, sau đó trở về bình thường. Thế thì chúng ta biết là này, các loại u, đấy là u của tủy thượng thận như thế, thì có hai cái. Một là chẩn đoán hình ảnh. Hai là gì? Là vì u của tủy thượng thận, tức là catecholamine nó tiết nhiều, thì ta phải định lượng cái catecholamine ở trong máu và trong nước tiểu. Nếu mà mình chưa làm được mà mình thấy có dấu hiệu lâm sàng thì mình phải gửi đến chỗ nào mà có thể làm được thì mới được. Tức là ta nhớ là các cái chẩn đoán của tủy thượng thận là phải hai cái loại xét nghiệm. Một là hình thể có thể là siêu âm, nhưng thường là chụp cắt lớp người ta thấy rõ. Hai là các cái xét nghiệm về các cái hormone, người ta phải là catecholamine, người ta làm trong máu, người ta làm trong nước tiểu nữa, không ạ? Cái thứ hai tức là cái mà chúng ta, nếu mà cái này nếu mà là
là gọi là hội chứng cơ sinh, đúng không ạ? Do cái u của vỏ thượng thận đấy, cái lớp giữa, thì ta lại thấy này, cơ sinh thì thường tôi chắc là anh em không bị bỏ qua do những cái dấu hiệu về hình thể, mặt nó béo còn vân vân, tay chân thì nó gầy vân vân. Thế nhưng mà có một cái mình hay không để ý lắm, đấy là u lấp cầu của vỏ thượng thận, đúng không ạ? Người ta gọi là hội chứng côn. Thì trong cái hội chứng này chúng ta biết là gì? Nó cường của aldosterone. Aldosterone thì tăng tái hấp thu natri và tăng đào thải kali. Thì ta phải bám theo cái gọi là nó tăng đào thải kali. Khi tăng đào thải kali thì sao? Vì kali nó giúp cho các hoạt động của cơ. Nghe chúng ta thấy là bệnh nhân này tôi thấy là cứ bảo là mệt rũ, buồn rủn rất là nhiều, ta chưa loại được đâu. Còn nếu mà trong điển hình trong hội chứng côn ấy, thì nhiều khi nó mệt và thậm chí có thể yếu cơ hay là liệt cả một nhóm cơ. Thì một bệnh nhân tăng huyết áp mà yếu cơ thôi, yếu tất cả các cái cơ, hoặc cũng có thể là nó liệt cái nhóm cơ, là ta mà kali lại rất thấp, thì trong trường hợp đó chúng ta phải nghĩ đến là có khả năng của hội chứng côn. Thế nếu nghĩ đến hội chứng côn thì sao? Thì ngoài cái chụp hình ảnh của u thì ta phải làm định lượng điện giải trong máu và điện giải trong nước tiểu. Kali trong máu thì nó rất là thấp, natri thì tăng lên, và trong nước tiểu thì ngược lại, đúng không ạ? Kali nó ra trong nước tiểu rất là nhiều. Thì cái này ta làm điện giải máu, điện giải niệu là ta hoàn toàn ta có thể biết được. Ngoài ra ta có thể định lượng cái aldosterone ở trong máu, đúng không ạ? Nếu mà những cái bệnh nhân mà đến ở bệnh viện Đại học Y này thì bao giờ cũng làm cortisone, làm aldosterone, điện giải máu, điện giải niệu, catecholamine máu, catecholamine niệu. Thế ở mình thì mình chưa có điều kiện, nhưng mà nếu mà mình đã phát hiện ra cái u như thế với bệnh nhân mà bệnh nhân cứ mệt kéo dài như thế thì mình nên chuyển lên tuyến trên để người ta có cái điều kiện, người ta gọi là xác minh cho mình. Tôi nói thế để thấy là khi mà mình thấy một cái bệnh nhân này cũng hơi khó. Bình thường nó không có u, khi có u như thế thì cũng có thể là nó không tăng tiết, nhưng mà nếu đâu mà nó tăng tiết, và nhất là cái bệnh nhân cứ mệt, cứ kéo dài này, buồn rủn chân tay kéo dài như thế, thì ta phải nên có gửi lên một cái tuyến trên, người ta có cái điều kiện để người ta thăm dò cho kỹ hơn. Mà khi ở trong nghề y chúng ta thì cái khâu chẩn đoán là quan trọng lắm, có chẩn đoán đúng thì mới đưa ra được cái gọi là cái chỉ định điều trị cho đúng. Nhưng trước mắt thì cái mà chúng ta thấy có thể làm được đấy là gì? Đấy là cái gọi là gì, cái sỏi đấy. Cái sỏi thận gần như nó làm giãn cả đa bể thận bên đấy ra thì phải giải quyết. Thì có thể là gì, là mình tán sỏi qua da hoặc là tán sỏi nội soi ngược dòng. Thế thì nếu mà mình làm được thì mình làm luôn đấy. Còn nếu mà nó khó khăn quá thì mình chuyển lên chỗ chắc là bệnh viện tỉnh Hà Giang, chắc là có thể làm được. Còn nếu khó nữa thì các thầy dưới này có thể lên hỗ trợ tăng cường. Thế còn thì cái chuyện mà về hô hấp thì có vẻ nó cũng chưa thực rõ lắm. Nhưng mà như là thầy Hoàn có nói đấy, nếu mà có thì mình gọi là chụp thêm cái cắt lớp vi tính của phổi và các cái bi lăng về viêm, bi lăng nhiễm trùng cái thứ để mà mình đánh giá thêm thôi. Chứ nổi bật lên ở bệnh nhân này là vấn đề của cái sỏi ở thận và cái gọi là gì, u của tuyến thượng thận, nhưng mà mình chưa rõ là cái u đó nó gây ra đối với lớp vỏ hay lớp tủy, trong lớp vỏ thì gây ra ở như nào. Thì như tôi nói là nếu có mình không ấy được thì mình chuyển lên tuyến trên để mà có thể xác định ra rõ hơn. Cái bệnh nhân này thì tôi cho là cái tăng huyết áp chắc nó cũng lâu lâu rồi đấy, thành ra nó làm khi X quang tôi thấy là cái thất trái nó đã hơi bè ra rồi, đúng không ạ? Thành ra chúng ta cũng biết là như thế. Anh em ở chỗ gì đấy, Quang Bình đấy, chúng ta có hỏi gì không? Vâng, em xin cảm ơn ý kiến của các thầy ạ. Em xin tiếp thu và sẽ có hướng xử trí cho bệnh nhân ạ. Em cảm ơn các thầy ạ. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta xin chuyển sang cái ca thứ hai.